Cứ 10 người lớn được hỏi thì chỉ có 6 người có kiến thức chăm sóc phát triển toàn diện trẻ thơ. Trong đó chỉ có 17% người cha có kiến thức về điều này. Đây là thông tin được bà Rana Flowers, trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đưa ra tại buổi lễ ra mắt dự án Làm cha mẹ trong phát triển toàn diện trẻ thơ do Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Thị Hà, bà Rana Flowers, trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đại sứ Italia tại Việt Nam, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Bảo hiểm Generali. Phát triển toàn diện trong những tháng năm đầu đời có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển trong cả cuộc đời của mỗi đứa trẻ. Sự chăm sóc, giáo dục, bảo vệ một cách khoa học trong mỗi giai đoạn bào thai, đến 1 tuổi, đến 5 tuổi và đến 8 tuổi sẽ phát huy tối đa tiềm năng của mỗi con người. Vì thế, chính sách phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời có vai trò quan trọng trong chính sách tổng thể phát triển nguồn nhân lực của mỗi quốc gia. Vấn đề phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời đã trở thành mục tiêu của chương trình nghị sự toàn cầu về phát triển bền vững đến năm 2030 mà Việt Nam đã cam kết thực hiện. Nhận thức rõ tầm quan trọng của phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025 tại quyết định số 1437 QĐ-TTG ngày 29 tháng 10 năm 2018. Việt Nam cũng trở thành một quốc gia trong 69 quốc gia đã ban hành cái đề án tổng thể cấp quốc gia về cái nội dung này. Với cái cách tiếp cận là bình đẳng với các cái dịch vụ chăm sóc toàn diện theo các cái độ tuổi nhằm thực hiện tốt các cái quyền của trẻ em và góp phần để phát triển nguồn nhân lực của quốc gia trong tương lai. Đặc biệt là trong đó, trong đề án thì cũng đã coi trọng cái việc nâng cao kiến thức kỹ năng cho cha mẹ người chăm sóc trẻ, đặc biệt là cha mẹ là vô cùng quan trọng và không thể thay thế được, khẳng định là cái kỹ năng làm cha mẹ là một trụ cột quan trọng để thúc đẩy cái sự phát triển trẻ thơ. Và chúng ta cũng phải coi đây là một nội dung quan trọng trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với tư cách đây là một cái nguồn nhân lực trong tương lai. Nhằm hỗ trợ để cha mẹ, người chăm sóc trẻ có kiến thức trong việc chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc triển khai chương trình tư vấn, hướng dẫn, giáo dục làm cha mẹ trong phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời và thí điểm mô hình làm cha mẹ không ai hoàn hảo tại một số địa phương. Chương trình đã giúp cha mẹ có kỹ năng trong tương tác và hỗ trợ phát triển trí tuệ, hành vi, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng ngừa bệnh tật cho trẻ em, tăng cường kỹ năng giao tiếp giữa cha mẹ và trẻ, tăng cường các thực hành về bảo vệ và an toàn cho trẻ em. Kết quả mô hình thí điểm là cơ sở quan trọng để Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ ngành xây dựng chương trình tư vấn, hướng dẫn, giáo dục làm cha mẹ trong phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời cho giai đoạn tiếp theo. Dự án sẽ cung cấp cho các bậc cha mẹ một chương trình về kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ để họ có thể thay đổi hành vi, chăm sóc con của mình tốt hơn để phát triển toàn diện và trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao sau này. Giáo dục sớm trong những năm đầu đời có một ý nghĩa rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Và cái đối tượng mà chúng ta cần giáo dục trước nhất đó chính là cha mẹ. Họ cần sự hỗ trợ để có cái kỹ năng và kiến thức, kinh nghiệm cần thiết để có thể nuôi dạy con cái của mình đúng cách. Và đó là lý do mà chúng tôi rất tâm đắc với chương trình làm cha mẹ trong phát triển toàn diện trẻ thơ. Chương trình nhận được sự hỗ trợ của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và cũng nhận được tài trợ của Tập đoàn Generali thông qua tổ chức The Human Safety Net, là một tổ chức chuyên làm công tác cộng đồng của tập đoàn trên toàn thế giới. Thì việc phát triển trẻ thơ, hỗ trợ trẻ thơ luôn luôn là cái ưu tiên hàng đầu của Generali Việt Nam. Dự án chăm sóc phát triển toàn diện trẻ thơ đã được Bộ Lao động Thương binh Xã hội cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam triển khai thí điểm từ năm 2019 tại 27 xã của 3 tỉnh Gia Lai, Điện Biên và Kon Tum và một số nhà máy trong và xung quanh thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn tiếp theo từ 2021 đến 2024 với kinh phí hơn 1 triệu euro do Tập đoàn Bảo hiểm Generali tài trợ, dự án sẽ tiếp cận nâng cao kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ, phương pháp chăm sóc phát triển toàn diện trẻ thơ tới 276.000 phụ huynh tại gia đình, cộng đồng và 40 công ty trong các khu công nghiệp,
tại 15 tỉnh thành phố trong cả nước.